Hoa từ nở, đêm đông rơi giọt nắng. Hoa bi bừng, hà trắng đón giọt mưa. Hoa hỉ thơm, xuân đến khắp bốn mùa. Hoa xả hết, cho đời không thu tím. Em hãy nâng đóa từ bi tâm nguyện, em hãy trao đóa hỷ xả thanh lương, đưa chúng sanh về bờ bến yêu thương, không đau khổ trên dọc đường tam thế. Trích Hoa từ bi hỷ xả, Mặc Giang. Bầu trời bên trên hôm nay rất dịu dàng. Những tia nắng gần trưa chẳng những không gắt gỏng mà còn ấm áp xuyên qua từng kẽ lá. Hôm nay là một ngày lạnh. Mới sáng mở mắt ra thì trời đã âm u, sương mù bao quanh lối trắng xóa. Xem bản tin dự báo thời tiết trên điện thoại thì mới biết Bình Dương sáng nay chỉ có 20 độ. Thảo nào lạnh đến như vậy. Thụy Hoa ngồi trong lớp im ắng và chán nản, xung quanh bạn học cùng một biểu cảm. Hiện đang là giờ sinh hoạt chủ nhiệm vào thứ hai hàng tuần, nhưng đã 15 phút qua vẫn chưa thấy giáo viên chủ nhiệm lên đứng lớp. Ngoài sân trường, mây mù đang dần tản đi, trả lại cho mặt đất một bầu trời trong xanh dịu dàng vốn có. Từng tia nắng thi nhau chiếu rọi xuống khoảng sân rộng lớn, không có lấy một bóng dáng học trò. Bởi lẽ bọn chúng đang nghiêm túc ngồi trong lớp nghe giáo viên phổ biến kế hoạch học tập và sinh hoạt cho tuần sắp tới. Lớp của Thụy Hoa mặc dù không có giáo viên nhưng vẫn rất im ắng. Ở cái tuổi 18 này, bọn học sinh thường rất náo động và nghịch ngợm. Nhưng vì lớp cô mang danh lớp chọn của trường, hầu hết các thành viên trong đây đều tranh thủ làm bài tập hay học bài vào những thời gian rảnh rỗi, nên không cần lớp trưởng tốn sức quản mà lớp vẫn có thể trật tự tốt. Thụy Hoa ngồi bàn đầu, với cái chiều cao khiêm tốn 1m53 của mình thì chỉ có thể ngồi gần giáo viên và hướng ánh mắt chăm chú về bảng lớn như thế này thôi. Cô nhận thấy mình không có việc gì làm, buồn chán quay xuống nói chuyện với đám bạn ở bàn dưới. Trúc, đứa bạn ngồi sau lưng Hoa, nó hỏi: "Ủa, sao bữa nay thầy Tân lên trễ vậy mày ha?" Thằng Đạt ngồi bên cạnh Trúc là một hành động tiêu khiển thường xuyên, là cắm đầu bút xuống bàn, tay kia chống cằm nói: "Cái con này, sao tao biết được? Thôi kệ đi, vậy càng khỏe chứ sao." Linh là người ngồi kế Đạt, cũng ngưng làm bài tập, quay sang nói chuyện: "Chủ nhiệm lớp người ta về lớp 8 đời rồi, thầy lớp mình còn đâu á, vẫn chưa thấy cái mặt nữa." Thụy Hoa nghi hoặc: "À, hay là tuần rồi lớp mình vi phạm nhiều quá nên thầy bị ban giám hiệu khiển trách hả?" Cả đám lắc đầu. Trang ngồi ngay bên cạnh Thụy Hoa lên tiếng phủ định: "Không đâu, mày giữ sổ đầu bài mà mày không có coi hả? Tuần rồi có đứa nào vi phạm gì đâu." Đông ngồi bàn thứ ba cùng dãy với Thụy Hoa, ngồi giáo giác nhìn xung quanh như sắp làm một việc gì đó trọng đại lắm. Cậu nhóc cúi thấp người, tay cầm một bịch bánh tráng đưa lên bàn trên: "Nè, ngừng làm bài tập đi mấy con quái vật kia. Tao biết tụi bay học giỏi rồi, không cần đem cái xiên ra mà truyền lại cho tụi tao đâu nha. Ngồi ăn bánh tráng nè, hồi thầy lên là khỏi ăn á." Thụy Hoa vươn người tới, vừa nắm được miếng bánh tráng trộn trong tay thì Phương Nam bên dãy bàn bên kia đã la lên: "Ê Hoa, thầy vô kìa." Cả đám giật mình, nhét dội miếng bánh tráng vô miệng nhai ngấu nghiến. Thầy đi không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như một cơn gió. Nhưng mọi bữa thầy đi chỉ có một mình, hôm nay kế bên thầy lại có thêm một bạn học nữa. Lớp trưởng hô lớn nghiêm. Như một phản xạ, cả lớp vội đứng dậy với vận tốc ánh sáng. Cái khung cảnh đồng loạt đó làm cho thầy chủ nhiệm cũng phải bật cười. Bọn nhỏ ngơ ngác nhìn thầy cùng với bạn học sinh vừa mới bước vô. Thầy Tân ra hiệu cho bọn nó ngồi xuống. "Được rồi, các em ngồi xuống đi." Bạn học mới kia vẫn đứng đó, là một nam sinh dáng người cao ráo,
cân đối, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đen nhánh. Cậu ta mặc một cái áo sơ mi trắng tinh, ủi phù hiệu đỏ chói, đứng phía dưới bục giảng. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn các bạn học trong lớp. Thầy Tân lúc này mới lên tiếng nói. Thầy xin lỗi cả lớp vì đã lên trễ. Hôm nay lớp mình chào đón một thành viên mới nha. Cả lớp im lặng, hướng ánh nhìn về phía nam sinh mới vô, khiến cho cậu nam sinh đó càng lo lắng hơn. Bên dưới bắt đầu có những tiếng rì rầm. Lớp trưởng nhắc nhở. Nè, trật tự đi. Thầy Tân nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía người bạn học mới, rồi lên tiếng. Em giới thiệu về mình cho các bạn đi, cho thầy sẽ xếp chỗ ngồi cho em. Nam sinh kia lên tiếng, chất giọng rất trầm ấm. Chào mọi người, mình tên là Đỗ Đức Trung, rất vui được làm quen với mọi người. Hy vọng các bạn giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới. Rồi, em có người yêu chưa? Nghe thầy cười và trêu, Trung e ngại lắc đầu. Thầy vẫn cười tươi, dí dỏm nói. Nè, các bạn nữ chú ý, đây là một bạn nam đẹp trai, học giỏi và đặc biệt là chưa có người yêu. Bạn nào muốn làm quen với bạn mới á thì liên hệ với thầy. Thầy cho số điện thoại nha. Cả lớp cười ầm lên, làm bạn học sinh mới đỏ cả mặt. Lúc bấy giờ thầy Tân đứng dậy, bước xuống bục giảng rồi nói. Nè, bây giờ cả lớp mình đứng lên đi. Cả lớp đồng loạt làm theo răm rắp. Sau một hồi so đo tính toán chiều cao giữa các bạn trong lớp với nhau, thầy Tân quyết định để cho Đức Trung ngồi dãy bàn phía sau Thùy Hoa. Cậu bạn cũng vui vẻ đồng ý, đi tới chỗ ngồi, còn đưa tay ra chào hỏi các bạn xung quanh. Ngay cái giây phút đó, ngay cái giây mà Đức Trung đi lướt qua Thùy Hoa, Hoa bất chợt khựng lại, người như bất động. Ngay sau đó, cô bất giác ngước mắt nhìn theo người con trai vừa lướt qua. Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến. Không phụ lòng kỳ vọng của rất nhiều bạn học sinh, bọn học trò ào ra khỏi lớp như bầy ong dở tổ, kéo nhau ra sân trường hoặc là xuống căng tin. Lớp của Thùy Hoa thì lại như cách biệt, như một xã hội thu nhỏ trong một xã hội lớn khác, khác biệt với mọi người xung quanh. Hôm nay thay vì các bạn đều làm bài tập thì không khí lại khác đi hoàn toàn. Một số ít đồ xuống căng tin như những con người bình thường ngoài kia, một số khác thì vẫn ngồi làm bài tập như thường khi. Số còn lại trong lớp thì tập trung bên bạn mới nghe giới thiệu. Người hỏi đầu tiên chính là Đông, bạn học tiếp tế lương thực lúc nãy. Ê Trung, Trung từ đâu chuyển tới vậy? Mình từ thành phố Hồ Chí Minh á, chuyển về Bình Dương thôi hả? Các bạn học cũng thay phiên nhau hỏi. Nè, Trung học giỏi nhất môn gì á? Nhà Trung có mấy chị em? Ê Trung, mày tính sau này thi trường đại học nào vậy? Đức Trung cười khổ, không kịp trả lời hết. Vừa định mở miệng ra thì tiếng trống vang lên tùng tùng, báo hiệu giờ ra chơi cũng đã hết. Một tiết học mới bắt đầu. Mọi người tản ra về chỗ ngồi. Ngoài hành lang, học sinh lại ùa vào lớp như đàn vịt con bị người chăn vịt lùa vào trong chuồng. Trong lúc chờ giáo viên bộ môn lên đứng lớp, Đức Trung mới có thời gian quan sát các bạn học ngồi xung quanh. Khác xa với những gì cậu nghĩ, bạn học hầu hết đều rất thân thiện. Tuy nhiên, có một cô gái cứ ngồi nhìn cậu một cách chăm chú mà lại chẳng hỏi han gì. Cô gái ngồi đầu bàn cùng dãy, nhìn cậu từ lúc cậu vừa ngồi xuống cho tới khi vào tiết học mới mới thôi. Mà quả thật Thùy Hoa cũng cảm thấy như vậy. Cô cảm giác cậu bạn này có gì đó đặc biệt và khác lạ lắm, nhưng không biết phải giải thích làm sao để lý giải cho sự đặc biệt đó. Bản thân thấy hình như mình có lỡ hướng ánh mắt ngây dại nhìn người ta quá đà, nên cuối cùng vội vàng quay đi. Cùng lúc đó giáo viên bước vô, cả lớp lại cắm cúi vào sách vở và những bài học mới. Tiếng trống mạnh mẽ vang lên báo hiệu giờ tan học. Học sinh lại một lần nữa đồng loạt ùa ra các lớp chật kín cả hành lang. Mấy tà áo dài bay phấp phới, hòa cùng với những chiếc sơ mi trắng đang cố luồn lách để đi cho nhanh. Trong đó còn lấp ló một vài
màu áo khoác xanh, đỏ, tím, vàng, cùng với những bóng áo dài hoa của giáo viên đang vội vã bước đi trước vì sợ đám học sinh phía sau tràn tới mà càng mình té ngã. Các thầy cô vừa đi vừa cười, có người lại vội vã hơn vì phải đón con nhỏ ở trường khác. Học sinh cũng chẳng thua kém, cứ như một cuộc chạy đua xem ai về nhà sớm hơn. Ở nhà để xe kẹt cứng, đám học trò dắt xe ra cổng. Ở đây nhiều khi còn xảy ra một vài vụ tai nạn do xe chạy không để ý, hay là đứa này tông xe đứa kia vì không kịp thắng. Thụy Hoa cũng nằm trong số học sinh lấy xe đó. Cô đi chậm, chậm hết mức có thể để tránh đông đúc và tạo cho mình một không khí dễ thở hơn so với việc chen chân trong đám đông ngoài kia. Phía trước mặt, không ít bạn đã vượt qua Thụy Hoa. Cô chán nản ngước nhìn. Đột nhiên đôi chân của Thụy Hoa trảo bước ngày một nhanh như lao về phía trước. Cô gái nhỏ bé mạnh mẽ nắm lấy tay một bạn học kéo về phía mình. Thân hình to lớn của cậu bạn té ngã xuống đất. Bạn học xung quanh cũng đưa mắt ngước nhìn. Giữa lúc này thôi, trong tích tắc ấy, một chiếc xe của nam sinh vừa vụt ngang qua. Nếu Thụy Hoa không kịp kéo cậu ta té ngã, thì có lẽ người bạn này sẽ bị xe tông trúng rồi. Cô đứng kế bên, đưa mắt nhìn cậu bạn của mình vừa cứu mạng. Quá ra là cậu bạn mới chuyển vào lớp sáng nay, Đức Trung. Đức Trung đưa ngồi dưới đất, có phần ngơ ngác. Một bạn học khác chứng kiến hết tất cả sự việc từ đầu tới cuối, rồi chạy lại hỏi Trung. Nè, sao mà vô ý vậy? Không thấy xe chạy tới sao? Trung lắc đầu. Mọi người lại được một phen ngơ ngác nhìn nhau. Lúc nãy khi Trung chuẩn bị đi tiếp vài bước nữa đến nhà xe, thì phía sau có một bạn nam khác đang chạy xe tới. Cậu bạn này chạy hơi nhanh, không kịp thắng. Tất cả mọi người đều dừng lại để cho bạn chạy xe qua, trừ một người là Đức Trung. Cậu vẫn trảo bước như không thấy điều gì cả. Ai nấy cũng bất ngờ, không kịp làm gì thì Thùy Hoa đã lao tới cứu thoát trong gang tấc. Lúc bấy giờ Thùy Hoa e dè nhìn Trung. Không thấy xe đang lao tới thiệt á hả? Trung lắc đầu. Cô lấy làm lạ, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện sắc thái bình thường. Sau khi nghe các bạn kể lại, Trung mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Thùy Hoa rối rít. Hoa xua xua tay, ý bảo không có gì, rồi tiếp tục lấy xe ra về. Dọc đường đi, Hoa cứ nghĩ mãi về cảnh lúc nãy. Đức Trung cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra, và hình như là như vậy thật. Bởi lẽ lúc được cứu thoát, chính cậu ta cũng không biết mình sắp bị xe tông tới nơi. Bà Cát khi chạm tay vào người cậu, cô cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ lắm mà bản thân không thể lý giải được. Một thứ cảm giác cô độc, xa lánh, có chút buồn, có chút u ám, lại phẫn uất đến đáng sợ. Và chẳng mấy chốc mà đường về nhà cũng bị những dòng suy nghĩ của Thùy Hoa làm cho ngắn lại chút đỉnh. Cô dựng xe trước cửa nhà, mở cửa cổng rồi dắt vào bên trong. Trưa không nắng lắm vì mây đầy trời. Hoa hôm nay có phần héo rũ đi. Là vì không khí quá khô, hay là vì không có ánh nắng mặt trời sưởi ấm? Con ngựa sắt già nua được cô gái trẻ đẩy vào nhà nhìn có chút trái ngược. Dựng chiếc xe cúp 50 tàn tạ đứng nghỉ ở trong góc, Thùy Hoa đi vào bên trong. Bà Thiện Lạc đang ngồi cạo hột điều, nhàn nhã nghe nhạc bolero. Ông bà ngoại hình như ở nhà dưới, còn cậu Trung Hậu thì chạy xe đi rồi. Thấy mẹ, Thùy Hoa vui vẻ xạ tới, quàng tay ôm lấy cổ của mẹ. Mẹ, con mới đi học về. Ngoại ơi, con mới học về nè. Dưới nhà vang lên tiếng của ông bà đồng thanh. Vừa về đó hả? Xuống rửa tay rồi ăn cơm nè con. Thùy Hoa bâng dạ, chạy ùa vào trong buồng thay đồ, rồi lao xuống nhà dưới. Cái bụng cô đang réo lên gọi chủ nó, mau mau tiếp tế lương thực cho nó đi, chứ không là nó đánh trống đình công. Vừa xuống tới nhà bếp, cục thịt tròn tròn đen đen nằm dưới bàn, vội ngẩng mặt dậy. Nó dương ánh mắt nhìn Thùy Hoa. Cô mỉm cười dịu dàng, đưa tay định bế nó vào lòng.
Nhưng hôm nay con mèo phản ứng có chút không đúng lắm. Nó lao ra khỏi bàn, dựng lông lên, miệng gầm gừ, hai mắt tỏ ý giận dữ. Chỉ trong một phút chốc, con mèo mập lao nhanh về phía Thùy Hoa. Nó giương cặp vuốt sắc nhọn, nhe cặp răng bén ngót định tấn công vào tay phải của cô. Thùy Hoa giật mình hoảng sợ, theo phản xạ tránh né về phía sau. Sau bao nhiêu năm thì chắc lần này là lần thứ hai con vật nuôi này giận dữ với chủ nhân của nó đến như vậy. Con mèo uống ụ này rất ít khi nổi giận. Nhanh như chớp, ông ngoại cũng đưa tay chụp lấy con mèo. Chú mèo đen vẫn còn kích động, ngọ ngoại không chịu nằm im trong tay của ông. Bà Thiện Lạc trên nhà đi xuống, nhìn Thùy Hoa rồi nói: "Con đi tắm đi, rồi đốt nhang cho ông bà. Lát ăn cơm xong mẹ hỏi chuyện." Thùy Hoa mặt ngơ ngác, trong lòng đang chấn động, không biết bản thân đã làm sai chuyện gì mà mẹ nghiêm túc tới như vậy. Vội vàng vào phòng lấy một bộ đồ khác, đi xuống nhà tắm. Cho tới khi Thùy Hoa tắm gội sạch sẽ, nhang khói đã nghi ngút trên bàn thờ tổ tiên. Cả nhà cũng cơm nước xong xuôi thì con mèo uống mới trở lại bình thường. Thùy Hoa băn khoăn, tai bế con mèo đang ngủ say, ngồi đối diện với mẹ. Mẹ cô thì đang ngồi ở giữa nhà, kế bên còn có dĩa bánh tráng trộn. Bà vừa đưa tay cầm một miếng bánh tráng, rồi vừa nói: "Nãy con đi học về á, có gặp điều gì kỳ lạ không?" "À, đâu có đâu, bình thường mà mẹ." "Nè thiệt không, con không có gặp cái gì không sạch sẽ thì sao con mèo mập này nó nhảy bổ vô con chứ?" Nghe mẹ nói tới đây, Thùy Hoa bắt đầu đoán ra được đến 7-8 phần lý do. Vì cô không thể nhìn thấy được người âm, chỉ có thể cảm nhận được. Nhưng linh miêu thì khác, nó có thể nhìn thấy được tử khí và âm khí. Cô lại nhớ tới Đức Trung. "Ờ, con không biết có phải việc lạ không nữa, nhưng mà lúc về con có đưa tay kéo một bạn học, giúp cho bạn ấy thoát khỏi bị xe tông. Nhưng mà cũng lạ lắm, sau lúc đó bao nhiêu người nhìn thấy chiếc xe đang chạy tới, mà chỉ có mỗi thằng đó là vẫn cứ băng qua như bình thường à." Bà Thiện Lạc đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng đã hình như tìm ra được câu trả lời, nhưng vẫn còn chưa chắc chắn. "Có khả năng là bạn học đó có vấn đề, mà nhiêu đó cũng chưa có thể nói lên điều gì hết. Thôi thì mẹ chỉ cho mày như vậy." Bà Thiện Lạc thủ thỉ vào tai con gái, không biết rõ bà đang nói cái gì, mà Thùy Hoa có vẻ đăm chiêu suy nghĩ và đắn đo nhiều lắm. Về phần Đức Trung, ngày đầu tiên đi học ở trường mới thì suýt bị xe tông, làm cho cậu không mấy vui. Cậu chẳng buồn kể cho mẹ nghe. Về tới nhà là chàng thanh niên lên thẳng phòng học, nằm vật xuống giường mệt mỏi. Mấy ngày hôm sau đó lại càng nhiều chuyện xảy đến với cậu và với chính mẹ cậu. Buổi sáng đi học, không hiểu như thế nào mà cậu bạn mới luôn bị mất độ, và cũng chẳng ai biết là người nào đem đi giấu cả. Cứ đến tầm hết tiết 2 là bạn bè xúm nhau đi kiếm đồ đạc phụ cho cậu. Cũng chẳng có cái gì đáng tiện, chỉ là vài cái viết bi xanh, vài cuốn tập. Nhưng điều này lại diễn ra một cách thường xuyên, hầu như ngày nào Đức Trung cũng bị. Đến khi ra về thì lại xém bị xe tông, đi đứng cứ thẫn thờ vô hồn. Cậu cứ như một con người hoàn toàn khác xa với thế giới này vậy. Đã thế, lúc làm kiểm tra còn khốn khổ hơn. Đức Trung dù ngồi bàn 3 nhưng vẫn không thể nhìn được đề ghi trên bảng. Lúc nghe đọc đề thì lại không rõ, phải hỏi lại giáo viên và bạn bên cạnh rất nhiều lần. Đức Trung còn nhiều lúc hoài nghi chính bản thân của mình, không biết mình có đột nhiên bị điếc hay bị cận thị hay không nữa. Đêm đến, cậu cũng không thể nào giữ cho tinh thần vững vàng mà học bài được, rất hay bị buồn ngủ. Cứ ngồi vào bàn học thì tinh thần lại không tỉnh táo. Ngày nào dự định học tới 12 giờ đêm thì y như rằng sẽ trèo lên giường và đi ngủ sớm từ lúc 8 giờ. Nhưng nằm trên giường thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
như một trận khủng bố tinh thần kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Tối nào khi đặt lưng xuống giường, Đức Trung đều nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Trung đứng trước cửa nhà, là căn nhà của cậu cùng với gia đình vừa mới rời đi. Cửa nhà đóng im lìm. Cậu bước đi rất nhẹ nhàng vào bên trong, tay đặt lên nắm cửa, định bụng mở ra để tiến vào, thì bên trong vang ra tiếng khóc nỉ non của một cô gái. Đức Trung giật mình nhưng vẫn mở cửa bước vào trong. Cánh cửa rỉ sét, lớp sơn xanh nước biển bong tróc rớt xuống đất từng mảng nhỏ. Vài mảnh li ti còn bám lên tay của cậu chẳng chịu rời. Đức Trung một mình cô độc bước chân vào căn nhà cấp 4 đã phai màu sơn. Trên vách tường loang lổ những mảng xi măng màu xám. Căn nhà âm u, chẳng có lấy một bóng người. Đồ đạc đều cũ kỹ, như cái lúc mà gia đình cậu vẫn chưa chuyển đi. Trời đang về đêm, trong căn nhà tối om, nhờ có ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mới giúp cho Đức Trung nhìn rõ được đường đi. Cậu cứ lần mò theo âm thanh não nề mà tiến tới, lần lượt đi qua gian thờ chính, chẳng có một bóng đèn. Khung cảnh trên bàn thờ đã trống không. Tiếp theo đó là hai căn phòng ngủ đối diện nhau, đóng cửa kín mít. Gian buồng ngủ bên trái, cánh cửa gỗ thủng một mảng lớn đang đóng chặt. Gian buồng ngủ bên phải lại được che bằng một tấm màn mỏng tối màu. Tấm màn cứ bay phấp phới, dù không có gió. Cậu cảm thấy gai người, sống lưng lạnh toát. Mặc kệ những thứ đang diễn ra trước mắt, Trung cứ như bị thôi miên mà đi theo tiếng khóc kia. Âm thanh ai oán nỉ non dẫn cậu đi băng qua căn nhà kho tăm tối đầy bụi rậm, và bước xuyên qua gian bếp treo đầy dụng cụ nấu ăn. Đột ngột Đức Trung giật mình ngay cái giây phút cậu vừa đặt chân xuống sàn của nhà bếp, thì các tiếng động khác lạ lại phát sinh ra. Hòa cùng với tiếng khóc ghê rợn là tiếng nồi niêu son chảo gõ loạn xạ vào nhau. Cậu hình như sợ hãi, và cái sợ hãi đó giúp cho cậu lấy lại được chút tỉnh táo. Trung tính quay đầu bỏ chạy đi, nhưng rồi cái suy nghĩ đó chỉ vừa mới vượt qua rồi lại biến mất. Cậu lại cứ như một người mất hồn tiếp tục bước đi. Cậu muốn dừng lại nhưng đôi chân không cho phép. Tiếng khóc ấy càng lúc càng gần hơn, và cuối cùng nơi dừng chân của cậu là ở trước cửa nhà tắm. Trung đưa tay từ từ mở cửa bước vào trong. Trước mắt cậu là một cô gái tóc dài ngồi trong một góc phòng thâm tối. Người con gái kia hình như lớn hơn cậu vài tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ. Cô ta vòng tay ôm lấy hai đầu gối siết chặt, như thể để tránh né cái lạnh của trời đêm. Trung thắc mắc, không biết là con cái nhà ai mà ăn mặc sao rách rưới quá. Trên người cô ta mặc một cái áo sơ mi màu xanh nước biển, rách đi nhiều chỗ. Cái áo dài đến quá đầu gối, nhào nát và cũ kỹ. Người con gái cúi gằm mặt, Trung lại gần, sợ sệt hỏi: Cô là ai vậy? Sao lại ngồi đây mà khóc? Cô gái trẻ nín khóc, cái đầu từ từ chuyển động, ngước lên nhìn. Và Đức Trung bị cô ta làm cho giật mình, lùi về phía sau mấy bước. Mặt cô trắng bệch, có lẽ vì lạnh. Hai mắt cô gái vô hồn, đôi môi thâm sì. Trên khuôn mặt có một vài đường nét quen thuộc. Người con gái nhìn Trung một cái, rồi cất giọng nhỏ nhẹ: Trung ơi, chị là chị của em nè. Chị lạnh quá Trung à, chị đói lắm. Em kêu mẹ cho chị áo quần, cho cúng kiến cho chị đi, đem chị đi theo với. Bây giờ chị không có theo về nhà mới được. Trung càng lúc càng hoảng sợ. Cậu trung giọng hỏi: Cô có nhầm gì không? Tôi đâu có chị, mẹ tôi chỉ sinh có mình tôi thôi à. Người con gái lao lại nắm lấy tay Trung mà khẩn khoản nói: Không, em là em của chị, ngày nào chị cũng đi theo em mà.
Trung ơi, em nói mẹ trước chị về nhà với. Các cụ nhà mình không cho chị vô, chị lạnh lắm, chị đói nữa. Chị nói bậy cái gì vậy? Tôi làm gì có chị chứ, tôi đã nói rồi, mẹ tôi chỉ có mình tôi là con thôi. Nhưng càng vùng vẫy thì người con gái càng bám riết. Trung thét lớn: Cô làm gì vậy? Buông tôi ra! Đã bảo là tôi không có chị mà. Khó khăn lắm cậu mới thoát được và vùng bỏ chạy đi. Trung cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi chính căn nhà mình đã ở hơn 15 năm trời. Bên trong, căn nhà vẫn vang lên những tiếng kêu của cô gái trẻ ấy. Trung, Trung ơi, đừng đi mà. Vụt chạy như một cơn gió. Vừa ra khỏi căn nhà thì cậu cũng giật mình tỉnh giấc. Sau mỗi lần bật dậy sau cơn mê, các người của cậu ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Vì ban đầu chỉ là nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ, nên cậu cũng chẳng quan tâm tới. Cậu cũng chẳng chịu kể cho ai nghe hết cả. Gần như đêm nào cậu cũng mơ thấy giấc mơ đó. Tâm tình của Đức Trung hoảng loạn, không thể nào tập trung học được. Mọi thứ dường như đã đi quá xa so với những gì mà cậu nghĩ ban đầu. Hơn một tháng của cậu cứ vậy trôi qua, không thể chịu đựng thêm được nữa. Đức Trung quyết định đem giấc mơ cùng với mọi chuyện mà cậu gặp kể cho mẹ nghe. Và câu chuyện mà cậu kể ra cũng bao gồm cả cái lần được cô bạn trong cùng lớp cứu giúp. Sau khi nghe câu chuyện Đức Trung kể lại, bà Hoài Phương, mẹ cậu mới đem toàn bộ mọi thứ bà đã trải qua trước đó và cả lý do chuyển nhà nói cho cậu nghe. Quá ra là vài tháng trước khi chuyển nhà tới đất Bình Dương này, mẹ cậu cũng nằm mơ y hệt như cậu. Người đàn bà tầm tuổi trung niên đã qua 40, mơ thấy mình cũng bước vào trong căn nhà cũ kỹ. Các ngoài và bên trong đều không có ai. Hình như trên cái vùng đất này chỉ có độc một căn nhà của bà vậy thôi. Rồi cũng lại là tiếng khóc. Một tiếng khóc thê lương của một người con gái trẻ tuổi vang lên. Bà lần mò theo tiếng khóc ấy. Âm thanh nỉ non như một lời oán trách, như một lời tiếc thương, hay chính là cơn cuồng nộ lâu ngày chưa bộc phát ra. Nó đưa bà đi qua hết gian thờ chính, phòng ngủ, và cuối cùng đích đến vẫn là cái nhà tắm. Bà xô cửa đi vào trong. Lần nào cũng là hình ảnh một cô con gái mặc chiếc áo sơ mi dài quá đầu gối. Vì cái áo quá rách rưới, quá dơ bẩn, làm cho bà không thể nào quên được. Màu đen huyền của mái tóc dài bóng mượt đối lập với khuôn mặt trắng bệch hốc hác của cô ta. Cô gái trẻ kêu gào than khóc, âm thanh vang vọng khắp trong đầu bà. Mẹ ơi, là con đây. Con là con gái của mẹ nè. Bà ngạc nhiên. Cô gái cứ bám riết lấy bà, khóc lóc không thôi. Mẹ không nhận ra con sao? Mẹ. Cứ mỗi lần như vậy, bà đều bỏ ngoài tai và bắt đầu chạy đi. Không lâu sau thì tỉnh hẳn khỏi giấc mơ. Lắm hôm bà không dám ngủ mà thức trắng vì sợ. Bà đem chuyện này kể cho người hàng xóm nghe. Người hàng xóm mới thật tình khuyên bà, có thể là do không hợp phong thủy, có dòng âm đi theo, sao bà không thử chuyển nhà đổi đất coi như thế nào. Bà lấy cũng làm phải, nhà cũng đang lâm vào cảnh thiếu tiền do làm ăn thua lỗ. Thế là bà bán nhà, đem theo con chuyển sang nơi khác sống thật. Đó cũng chính là lý do dẫn tới việc dời nhà của hai mẹ con. Cho đến khi qua nhà mới thì bà lại chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Mẹ Trung mới cho rằng mọi chuyện đã ổn, căn bản đã quên đi mất. Ngày hôm nay được Trung kể lại, bà mới bàng hoàng. Bà lo lắng hỏi: hay là nhà mình có vong theo mà mình không biết vậy chứ? Trung im lặng
ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng không dám khẳng định hay là phủ định nó đi. Lúc đầu con chỉ nghĩ là mơ thôi, nhưng mà nhiều chuyện xảy ra quá, con muốn không tin cũng không được nữa. Mai là thứ bảy còn học, thôi thì chủ nhật đi, mẹ tìm thầy coi coi sao, sẵn tiện mời người ta về làm cái lễ cắt vong giùm luôn. Trung không đồng tình lắm. Cậu nghĩ lỡ đâu người đó thực sự là chị gái của mình thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ không thờ cúng mà cứ kêu người ta bắt đi hay sao? Trung không đành lòng, cậu lên tiếng. Nhưng mà cô gái đó nói á là chị của con, con cũng thấy mặt bà trông quen thuộc lắm. Mẹ ơi, lỡ đâu mẹ sảy thai thì không biết thì sao? Rồi mẹ lại kêu thêm ông thầy nữa về cắt vong đuổi đi á, hay là diệt trừ không thờ cúng thì sao mà được chứ mẹ? Nghe con trai nói làm cho bà cũng đắn đo. Bà hồi tưởng lại rồi kể cho nó nghe. Hồi đó mẹ nhớ lúc bà con lấy mẹ về, khoảng hơn năm thì mẹ tự dưng thấy muốn ấu với thèm ngọt lắm. Mà ông bà ta hay nói là trai chua gái ngọt, mẹ cũng nghĩ là mẹ có bầu. Nhưng mà sau đó cỡ 2 tháng là hết thôi à. Bộ bụng của mẹ không có to lên sao? Không, thời đó ăn uống thiếu thốn, nghèo lắm, tao còn gầy trơ xương ra. Chứ nếu có thiệt á thì mới 2 tháng cũng đâu có thấy được cái bụng đâu. Trung lại ngẫm nghĩ một hồi lâu, bà Phương cũng im lặng. Cuối cùng cậu nói, mai á mẹ khoan mời thầy đã. Mẹ hỏi ông thầy đó cho tường tận coi cô gái đó có phải là con của mẹ không. Có thể là do mẹ bị hư thai mà mẹ không biết. Nếu mà không phải là con của mẹ thì hỏi thầy xem vong lành hay là vong dữ. Lành thì mình thờ cúng người ta, còn dữ thì nhờ diệt trừ rồi đem lên chùa gửi. Để chủ nhật có ba với con ở nhà rồi hắn kêu thầy tới. Chứ mắc công gặp mấy ông thầy dởm á, dòm ngó tiền bạc thì lại khổ thêm. Người đàn bà trung niên nhìn sang thằng con, miệng nói mà như mắng. Tổ cha mày, cứ như ông cụ non vậy đó. Hai mẹ con bàn bạc với nhau là như vậy, nhưng có thật mọi thứ đơn giản như vậy hay không? Không ai biết trước được. Trung quay vào trong nhà làm bài mà lòng không khỏi nghĩ suy. Mẹ cậu ra ngoài vườn tưới cho đám hoa lá mới xin về từ hàng xóm. Cánh hoa dưới nắng chiều rung rẩy trước cơn gió lớn. Có hay chăng trên đời này tồn tại một thứ kỳ lạ mà cậu chưa hề biết tới. Cho đến hôm sau, như những gì đã bàn bạc với con trai, bà Phương ra ngoài đi lễ thầy từ sớm, còn Trung thì dẫn đến trường như bình thường. Vì trường cấp 3 của cậu mới chuyển tới học, quy định một tuần học tập bình thường phải kéo dài từ thứ hai cho tới thứ bảy. Nghĩa là sáng thứ bảy tuần nào, trong khi người ta thư giãn nghỉ ngơi, dành thời gian làm những thứ mình thích, hay quây quần bên gia đình, cùng nhau đi chơi hay được ngủ nướng, thì học sinh của trường cậu phải ngồi cắm cúi ở lớp mà chú ý nghe giáo viên giảng bài. Ngoài các giờ học chính khóa thì mỗi một lớp học lại có lịch phụ đạo, luyện thi do chính nhà trường sắp xếp. Thành ra lúc vừa tới, dù trường chỉ học chính khóa vào một buổi, mà lắm lúc cậu nghĩ đây là trường bán trú, học cả ngày luôn. Hôm nay cũng là một ngày thứ bảy như vậy. Lớp cậu đang là tiết văn, giáo viên đứng trên bục giảng đang giảng hăng say. Tiếng giảng bài về nội dung văn học Việt Nam từ cách mạng tháng 8 cho tới thế kỷ 20 cứ vang lên đều đều. Văn học Việt Nam vào thời đó đã kế thừa và phát huy mạnh mẽ những cái truyền thống tư tưởng lớn của dân tộc: chủ nghĩa nhân đạo, đặc biệt là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng. Văn học giai đoạn này cũng đạt được nhiều thành tựu về nghệ thuật ở nhiều thể loại, đặc sắc hơn cả là thơ trữ tình và truyện ngắn đó. Với chất giọng nhẹ nhàng cùng với bài giảng quá chi là khó hiểu và không mấy hấp dẫn như trên, giáo viên bộ môn vô tình đã đưa cả lớp đi vào trong giấc mộng đẹp. Bọn học sinh cứ gật gà gật gù, xem chừng sắp ngủ tới nơi rồi. Trung nheo nheo mắt,
tay chống lấy cằm, ngáp vắng ngáp dài. Bất ngờ trước bạn nữ sinh đầu bàn, bạn học tên là Thùy Hoa vẫn đang tỉnh táo chú ý nghe giảng mà không hề tỏ ra mệt mỏi hay gục gặt như các bạn khác trong lớp. Mà thật ra thì không phải Thùy Hoa không buồn ngủ, chỉ là cô đâu có chú ý tới bài giảng trên lớp đâu. Dù là ngồi ngay bàn đầu, Thùy Hoa lấy bút chống cằm, mắt nhìn lên trên bảng, nhưng trong đầu đang nhớ tới mấy cảnh đánh đấm trong bộ phim mới coi tối hôm qua thôi. Cái khung cảnh buồn ngủ này lại khiến cho cô có chút nhớ tới những lúc học về đạo tâm lúc còn nhỏ với ông ngoại. Ngày nào cũng phải ngồi nghe ông giảng tới ê mông, mà phải chia mỗi ngày mỗi cái khác nhau cũng đỡ. Sáng nào cô cháu gái nhỏ cũng phải ngồi thiền trước chư vị tổ tiên, kế bên là lời ông liên thuyên về một bài học mà cô đã thuộc lòng. Con à, tâm có vững, có rõ ràng thì mới mong làm được một người đạo sĩ tốt đó. Trong đầu cô lúc này lại vang lên tiếng của ông thay cho tiếng của giáo viên trước mắt. Cô nhớ ông từng nói: chúng ta sống trong một thế giới mà thiện là thiện, tà là tà. Trong thiện không có tà, và ngược lại trong tà không có thiện. Người theo chính đạo hiện tại sẽ không công nhận tà đạo, và tà đạo cũng sẽ không chấp nhận sự tồn tại của chính đạo đâu. Lúc đó cô bé Thùy Hoa ngây thơ hỏi ông rằng: vậy Phật giáo có phải là chính đạo không ông? Ông lắc đầu: không, Phật giáo không phải là chính đạo. Ủa, sao lại vậy? Phật giáo dạy ta từ bi, dạy ta yêu thương chúng sinh. Ở nhiều nước nó là một đạo rất là lớn đó. Sao ông lại nói nó không phải chính đạo? Ông ngoại cười cười, bế Thùy Hoa lên trên tay. Thì ông đã nói rồi mà. Thời đại này quan điểm chính đạo là chính đạo, tuyệt đối không có mầm mống của cái ác ở trong đây. Tà đạo là tà đạo, trong tà đạo không cho phép cái thiện tồn tại. Còn Phật giáo thì lại khác, nó nằm ở bên trên nữa. Nó là một đại đạo. Con có biết gì sao không? Thùy Hoa lắc đầu. Ông ngoại xoa đầu cô bé cho dịu dàng nói: bởi vì Phật pháp luôn bao dung với tất cả mọi người, dù con ác hay là con tốt, chỉ cần tâm hướng thiện, Phật sẽ luôn chở che và chấp nhận. Chỉ cần con quay đầu, Phật sẽ luôn mở vòng tay chào đón con, để cho con được làm lại. Cũng giống như một số chuyện đúng chưa chắc đã tốt, mà xấu chưa chắc đã là sai. Chỉ cần biết quay đầu, thành tâm hối lỗi, và chỉ cần nơi đó có dấu vết của sự thiện lương, thì sau này ắt được chấp nhận thôi. Con có hiểu không? Thùy Hoa lúc đó thực sự còn rất nhỏ, vẻ mặt vẫn đăm chiêu khó hiểu, không ngừng nhăn nhó. Thế mà đầu thì vẫn cứ gật liên tục, tỏ ý đã hiểu rồi, khiến cho ông ngoại bật cười thành tiếng. Ông lại ôn tồn: bé con như con nghe như vậy là được rồi. Sau này khi lớn lên, con tức khắc sẽ hiểu thôi. Thùy Hoa thơ thẩn, đang suy nghĩ miên man, thì cô gái trẻ bỗng giật mình bởi giọng nói dõng dạc của lớp trưởng cùng với tiếng trống âm vang. Nghiêm! Cả lớp đứng bật dậy như một phản xạ tự nhiên. Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì Thùy Hoa đã mệt mỏi, nằm gục xuống bàn. Giờ học vừa rồi buồn tẻ, làm cho cô chỉ nhớ tới những chuyện đã cũ, mà còn là chuyện chính bản thân của cô không hiểu rõ được nữa. Thùy Hoa quay ra sau lưng, cất tập sách vào trong cặp. Cô vừa mở cặp vừa ngó nghiêng, thì chợt phát hiện ra bạn mới Đức Trung không có như thường ngày. Trông lạ lắm, cậu bạn buồn so, đăm chiêu suy nghĩ không kém gì cái lúc mất tập trung hồi nãy của cô. Thùy Hoa đoán rằng bạn học đang có cái gì đó trong lòng muốn chia sẻ, hay đang gặp nan giải trong một vấn đề nào đó. Cô gái thế mà lại lân la đến làm quen.
Thật ra từ sau cái ngày Đức Trung vừa chuyển vô lớp thì Hoa dù ngồi gần vẫn không có cơ hội tiếp xúc nhiều. Vì lịch học khá bận, giờ học nối tiếp nhau, chỉ có giờ ra chơi là rảnh rỗi đôi chút, mà thấy bạn ấy cứ cắm đầu vào bài tập, ai nỡ mà làm phiền chứ. Hôm nay mới có cơ hội tới chào hỏi làm quen. Vừa mới ngồi xuống, trong đầu còn đang tính trêu: "Nè cậu đẹp trai, đang thả hồn mình vô bóng dáng của ai vậy?" Nhưng mà lời chưa nói ra tới miệng, Thùy Hoa đã bị cậu bạn mới làm cho giật mình. "Ơ trời, quên đem sách giáo khoa rồi." Thùy Hoa ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đức Trung đã quay sang nói: "Lớp phó học tập ơi, bà có thể đi mượn giùm tôi cuốn sách giáo khoa vật lý được không? Tôi quên đem rồi." Thùy Hoa nhún vai, đưa sách của mình cho Trung: "Nè cầm đi, chút tôi mượn bạn tôi lớp khác được." Trung gật đầu cầm lấy, đặt lên trên bàn. Trên mặt của cậu vẫn thoáng một nét trầm tư suy nghĩ như lúc ban nãy. Thùy Hoa dò hỏi: "Nè, bọn có chuyện gì hả?" Trung hơi giật mình, nhưng sau đó cũng trả lời: "Chuyện gia đình thôi hả?" Thùy Hoa càng lúc càng tò mò, hỏi lấn tới: "Nè, chia sẻ chút được không?" Đức Trung không khỏi đắn đo, nghĩ ngợi mất tầm một phút rồi cũng đưa ra quyết định. Thế là cậu lại đem toàn bộ chuyện về giấc mơ và chuyện đi xem thầy ngày hôm nay của mẹ kể cho Thùy Hoa nghe. Cô ngồi đó ngấm ngầm suy nghĩ, tính toán. Kết thúc câu chuyện, Trung đúc kết lại: "Bà cũng thấy rồi đó, dạo này tôi toàn gặp chuyện xui xẻo, thành tích học tập thì càng lúc càng xuống, còn sẽ mất mạng mấy lần nữa. Nếu mà là chị gái của tôi thì phải phù hộ độ trì cho tôi chứ, sao mà lại làm vậy được?" Thùy Hoa lắc đầu, cô có chút không đồng tình với suy nghĩ của bạn. Cô lên tiếng: "Cũng chưa chắc à, có khi chị ông làm vậy là mong gia đình ông phát hiện và công nhận sự tồn tại của chị ông thì sao?" Đức Trung liếc mắt, khẽ thở dài: "Cũng có thể, thôi mai rồi biết." Cậu định bụng còn nói thêm một chút về bài vừa học để mong được Thùy Hoa giảng cho dễ hiểu, vì lúc nãy trong lớp chỉ có mình cô là tập trung lắng nghe thôi. Nhưng mà thời gian không cho phép, tiếng trống trường đã vội vã vang lên, báo hiệu giờ ra chơi ngắn ngủi đã kết thúc. Học trò trở về chỗ ngồi, chuẩn bị cho môn học tiếp theo. Ngày tàn, tiết học cuối cùng cũng kết thúc đi. Những tia nắng mặt trời cuối cùng cũng bỏ chạy theo chân mặt trời mà rời xa khỏi. Lũ học sinh lặng lẽ rời trường quay về nhà. Dù là hồn ma hay dù là người còn sống, thì bao giờ gia đình cũng là nơi để nhớ nhung, để quay trở về. Đức Trung quay về nhà thì nhìn thấy mẹ đang sầu não. Bà Phương ủ rũ ngồi ngoài thềm ba, nhìn những đóa hoa 10 giờ đã khép cánh. Có một vài bông hoa đến hồi úa tàn, cánh hoa nhúm một màu đen xị, xám xám nhậu nát. Có lẽ cuộc đời con người cũng như vậy, nhưng lại thiên biến dạng quá hơn. Giả sử mỗi đứa trẻ sơ sinh là một nụ hoa mới nhú, và người trưởng thành chính là một bông hoa nở vào lúc 10 giờ, ta sẽ thấy cái chết và cuộc sống, hay sự ra đi và ở lại, mang một ý nghĩa hết sức nhẹ nhàng. Từ mẹ, con đi học mới về. Bà Phương đăm chiêu nghe con chào, chỉ gật đầu ừ nhẹ một cái. Trung ngồi xuống bên cạnh mẹ rồi thủ thỉ hỏi: Bữa nay sao rồi mẹ? Bà Phương ngấm ngầm hiểu rằng con trai của mình đang hỏi về kết quả của chuyến đi. Bà chậm rãi nói: Hồi chiều này á, mẹ có chạy xe theo lời hàng xóm cũ qua tận bên Dầu Tiếng để mà gặp ông thầy Năm Tiên. Mẹ kể ổng nghe chuyện của con với chuyện của mẹ. Ổng kêu mẹ ngồi một hồi rồi quan sát kỹ lắm, sau đó mới quay vô nhà đốt nhang lầm rầm khấn mấy câu gì đó. Lát sau mới ra nói với mẹ là tại vì mẹ vía nặng quá, cái dòng nó không có đi theo mẹ mà nó đi theo con, nên ổng cũng không có xem cho tường tận được.
đại khái nó là con gái ruột của mẹ, là chị hai của con. Do lúc mới mang bầu á mà mẹ không có biết, con không có đi khám. Ăn uống thì thiếu thốn, làm việc nặng rồi hư thai mà không có biết. Mẹ nghĩ chắc hồi đó nó còn nhỏ quá, chưa có thành hình, cho nên lúc bị sải á, rồi mẹ đi vệ sinh nó trôi ra luôn, mẹ đâu có để ý đâu. Lúc đó nó còn nhỏ, cho nên không có thể nào về báo mộng được. Rồi phần là có ông bà nhà mình bảo vệ, không có cho nó vô. Bây giờ nó lớn rồi nó mới quay về được. Nè, nó lớn hơn con 3 tuổi, mà vì nó theo phá mình quá thì ông diệt. Không được, vậy là chị gái ruột của con rồi, sao mẹ có thể làm vậy được? Sao mình không cúng kiến rồi rước chị về nhà chứ? Cái thằng này thì mai rồi mới biết chứ. Mày cứ nói khư khư như vậy là được sao? Lỡ đâu nó quấy phá, rồi nó về nó than khóc suốt, làm sao mà chịu được? Trung có chút tức giận, đứng dậy mà không nói gì nữa, đi thẳng vào trong nhà. Bà Phương thấy vậy cũng không nói gì, cũng đứng lên đi vào trong. Hôm nay ba đi gặp khách hàng chưa có về, nên hai mẹ con quay quần bên mâm cơm trong sự im lặng. Cả Trung và mẹ đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân, mà dường như hai cái suy nghĩ này như hai dòng biển nóng và lạnh ở ngoài khơi xa, chạy trái chiều nhau. Tối đến, trước khi đi ngủ, Trung vẫn cứ suy nghĩ mãi. Nhưng đêm đó, cậu lại không có nằm mơ nữa. Rồi cái chủ nhật đó cũng tới, cái chủ nhật định mệnh, và cũng là cái ngày mà Trung trông mong nhất. Mới sáng sớm, phố phường bên ngoài nhộn nhịp hẳn lên. Ngoài đường tấp nập các mẹ, các chị cùng nhau đi chợ. Từ sớm thì cánh đàn ông đã rủ rê nhau ra ngoài quán cà phê, trà đá vỉa hè, nhâm nhi buổi sớm, cùng kể cho nhau nghe những chuyện thời sự, tin tức báo đại. Bạn bè đồng trang lứa thì rủ nhau đi chơi, đi trà sữa hay đến các quán ăn vặt. Tụi con trai thì nhất trí cấm cơm quán nét, bọn con gái thì hẹn nhau đi trà sữa. Tới lớp chọn thì sao? Dám chắc không những với Trung hay Thùy Hoa, mà tất cả các bạn khác trong lớp đều lựa chọn cho mình một ngày chủ nhật thật bận rộn. Đứa thì ở nhà làm bài tập được giáo viên giao từ tuần rồi cho các ngày trong tuần tới. Tụ nào chơi thân hơn thì rủ nhau ra quán trà sữa mà học nhóm. Thùy Hoa cũng không ngoại lệ. Cô nàng không cùng bạn bè ra ngoài mà tự học ở nhà. Hoa nằm dài trên cái bàn bài biện đầy sách vở, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài giường. Nắng chói chang làm nổi bật lên những sắc màu tươi sáng của hoa lá. Gió như một cỗ xe vô hình vận chuyển những cánh hoa xấu số vô tình lìa khỏi thân cây, bay đi khắp muôn nơi. Đang lay quay tìm máy tính thì cô mới phát hiện. Ê, chết rồi, cuốn sách giáo khoa vật lý đâu rồi ta? Chờ chợt cô nhớ lại, hôm qua cuốn sách đã bay về miệng xa thẳm. Cô đưa Đức Trung mượn mà quên lấy về. Cô nàng vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho bạn. Cậu bạn bảo cũng đang rảnh, liền nhắn cho cái địa chỉ. Thùy Hoa phát hiện ra nhà cậu không xa lắm, đang định dắt con ngựa sắt già ra chuẩn bị lên đường thì con mèo mập uống đã phóng vèo lên cái vỏ xe mà nằm yên ắng. Thùy Hoa thấy cũng không có phiền phức gì, chỉ là đi lấy một quyển sách thôi, cho nên cũng không sao. Xe rồ máy, con mèo lim dim, chẳng mấy chốc đã dựng ngay trước một ngôi nhà cấp 4. Trước cửa nhà là cái cổng xanh lục đóng kín, phía trên cửa có gắn một cái chuông. Thùy Hoa vươn tay ấn lấy. Trong nhà hình như đang làm việc gì đó rất bận rộn. Đứng ngoài này, cô còn nghe thấy tiếng chuông đồng kêu lên len keng do ai đó đang trung lắc dữ dội. Cô cảm nhận bên trong đang có một trận chiến kịch liệt nào đó đang xảy ra. Tiếng rên la, tiếng kêu ai oán, nghe sao mà thảm thiết quá. Không có ai bước ra, không một động tĩnh. Cửa nhà vẫn đang mở,
mà chẳng một ai bước xuống bậc thềm mở cổng cho vị khách đang đứng nắng ngoài kia. Thùy Hoa nhíu mày khó chịu, phương người bấm chuông thêm một lần. Lần này thì có người chịu chạy ra mở cửa cho cô, là bóng dáng của Đức Trung. Tiếng ồn ào trong nhà lại rõ ràng hơn nữa. Cánh cửa vừa bật mở, Thùy Hoa nhìn thấy bên trong có dáng người đang đứng vừa rung chuông vừa cầm cành dâu vút bơm bớp vào trong không khí. Đức Trung tay cầm cuốn sách, hơi hé mở cửa đưa cho bạn. Xin lỗi Thùy Hoa nha, nãy giờ tôi vô phòng lấy sách cho nên không có ra mở cửa kịp á. Nhà cậu đang có chuyện hả? Chuyện tôi kể hôm qua đó. Thùy Hoa gật đầu, cũng định vào xem, nhưng lại nhớ tới lời mẹ, chừng nào người ta nhờ rồi hẳn làm, kéo lại bị mắng là lo chuyện bao động, trước quả vào thân. Huống hồ chi còn chưa nắm được rõ ràng đầu đuôi mà lao vô. Nhưng mọi chuyện nào như cô nghĩ. Cửa cổng hé ra bé bé, Thùy Hoa cũng không tính vô. Cô bỏ cuốn sách vào giỏ kế bên con mèo mập đang nằm, rồi trèo lên xe. Cô gái trẻ định nổ máy xe chạy đi, thì ngay cái giây phút đó, con mèo mập lại dở chứng. Bên trong đột ngột phát ra tiếng la thảm thiết của một thiếu nữ. Chú mèo mập nhổm dậy trên cái vỏ xe. Không như cái dáng ì ạch thường ngày, con mèo mập uống phóng thẳng xuống đất. Nó co giò, mạnh mẽ lao vụt qua cửa, chạy vào bên trong nhà của Đức Trung. Thùy Hoa hốt hoảng, cô vội dựng chống xe leo xuống, rút chìa khóa, rồi rối rít nói với bạn. Xin lỗi nhiều nha, nhưng mà cho tôi vô bắt con mèo được không? Đức Trung cũng không biết nên xử lý như thế nào, cũng gật đầu cho Thùy Hoa dắt chiếc xe cướp vào bên trong. Thùy Hoa bước vội lên bậc thềm đi vào bên trong, theo sau là Đức Trung cũng gấp gáp không kém. Vừa đi qua khỏi cửa nhà nhìn vào, thì đập vào mắt cô gái là cảnh tượng con mèo mập ú thụ lụ đang xù lông đứng trước một người đàn ông trung niên. Trên người con mèo có một vết xước nho nhỏ đang chảy máu, vương ra sàn nhà trắng muốt, dài giọt đỏ chói. Phía sau thấp thoáng một bóng hình thiếu nữ khoảng hai mươi mấy tuổi. Linh hồn mặc một cái áo sơ mi nhậu nát, trông không giống như áo của người mặc mà giống áo giấy hơn. Cô tự nhủ, phải quán giận tới cỡ nào mà một linh hồn bình thường lại hiện lên giữa ban ngày nắng khắc như vậy chứ. Trên tay người đàn ông trung niên là cành dâu có treo chiếc chuông đồng, là tiếng chuông len keng lúc nãy từ đây. Cành dâu gãy nữa, nửa còn lại trơ trọi trên sàn. Còn người đàn ông thì đang đứng thở dốc. Ngay một bên nhà, cha mẹ của Đức Trung đang sợ sệt run rẩy. Thùy Hoa cúi đầu chào người lớn, rồi vội vàng ôm lấy con mèo lên, xem chỗ vết thương của nó có nặng hay không. Cô nàng định đánh nhanh rút gọn, bế mèo rồi ra về. Nào ngờ vừa định quay đầu bước đi, thì người đàn ông trung niên đã lên tiếng ngăn lại. Con nghiệt chủng của mày á, vô đây phá hoại người ta làm lấy, cho cứ định vậy mà đi sao? Thùy Hoa nhíu mày, quay lưng lại. Bà Phương vội lên tiếng xoa dịu. Thầy Nam ơi đừng có giận, chắc con bé nó không có ý gì đâu. Vậy còn chuyện con mèo, nhào vô đỡ cho con ma một rồi, thì bà giải thích như thế nào đây? Bà Phương định nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Người đàn bà hình như đang dằn vặt, còn người cha thì đang bực mình. Thùy Hoa nhẹ nhàng nói, con có nghe chuyện từ bạn con kể, thầy có phải là nên xem xét lại hay không? Đâu phải hồn ma nào cũng xấu đâu. Ông Năm Tiên cầm cành dâu bực mình nói, con nít con nồi, mày mà hiểu cái gì chứ? Hồn ma là quán niệm của người chết còn sót lại, quán niệm nó dương dấn tồn tại lâu cũng chỉ trở nên thành ma quỷ hại người thôi, không diệt trừ sẽ sớm để lại hậu quả đó. Thùy Hoa thở dài, cô chợt nhớ tới lời ông ngoại rồi lại cảm thán, quá ra trong thế giới đạo pháp cũng còn nhiều kẻ suy nghĩ méo mó như vậy. Cô quay sang nhìn hồn ma, mới hiện hồn một chút mà đã bị dương khí mặt trời làm cho suy yếu lắm rồi. Cô thả con mèo nằm im một chỗ, đi ra phía cửa. Đức Trung sợ bạn làm cái gì không đúng, nó lo lắng hỏi. Nè, bà làm gì vậy? Định để chị của ông á
chưa kịp nói lời nào đã tan biến sao? Đóng cửa chứ làm gì nữa. Sau khi căn nhà đã được đóng kín, cô mới quay sang chất vấn ông Nam Tiên. Phật dạy là có đức hiếu sinh, từ bi hỷ xả, bao dung với mọi người. Huống hồ chi ông cũng biết quan hồn tồn tại vì dương vấn. Sao không thử hoàn thành tâm nguyện của người ta để cho người ta đi siêu thoát? Nếu không được thì từ từ cảm hóa, hà cớ chi phải dùng vũ lực như vậy chứ? Rồi cô quay sang mẹ của Đức Trung. Còn cô nữa, người ta nói cái gì cô cũng nghe sao? Lỡ đâu chị ấy có khuất mắt cái gì mới làm như vậy thì sao? Chưa gì cô đòi tiêu diệt con của mình rồi, tấm lòng người mẹ để đâu? Thùy Hoa thở dài. Hình như lý lẽ của một cô bé, nhưng không ai cãi lại được. Cô thấy ông thầy Năm Tiên chắc cũng chưa phục đâu, định bụng lôi cái quạt ra, để lỡ ông có cố chấp thì còn đường ứng phó. Và ông thầy vẫn còn cố chấp thật, định vung trôi lên thì ba của Thùy Hoa đã lao tới đỡ lấy. Con bé nói phải, tôi thấy ông vào đây cũng chẳng có hỏi han, gọi hồn con nhỏ về để hỏi cho ra lẽ, mà chỉ bại lễ rồi đánh đập thôi. Nó có hiện cách mấy cũng phải hiện ra để chống lại ông thôi mà. Ai làm thầy mà lại thiếu đức độ như vậy? Tôi nghi ngờ ông có phải âm mưu gì khác hay không hả? Thầy Năm Tiên thấy gia chủ phản kháng thì cũng hạ trôi xuống, cố cãi bướng lại. Nhưng mà anh chị phải nghĩ cho kỹ, hồn ma trẻ con quay về quấy phá gia chủ là không có ích đâu. Tôi biết rồi, vì người ta không thờ cúng nhang khói đàng hoàng. Thôi thì ông đừng có nói nữa, ông làm cho con nhỏ hiện hồn lên rồi. Bây giờ tôi hỏi con bé muốn cái gì là được. Phiền ông á, không còn giúp gì nữa thì về cho. Thầy Năm Tiên đâu còn đường để cãi lại, cứ thế mà dọn dẹp đồ đạc rồi ra về. Thùy Hoa quay sang nhẹ nhàng hỏi linh hồn của người thiếu nữ. Hay là em cho chị nhập hồn vô xác của ai trong nhà này nha, chứ chị như vậy á dễ suy yếu lắm. Linh hồn lắc đầu, miệng không hề cử động, mà âm thanh lại phát ra một cách kỳ lạ, như từ đâu vọng về. Thôi em à, cảm ơn em đã cứu chị một mạng. Nhà không có ai hợp để cho chị mượn xác hết á. Thùy Hoa bế con mèo lên, vuốt ve nó. Ba của Đức Trung quay sang người con gái. Xin lỗi con, là do ba không kịp can ngăn bà ấy, cũng chỉ có nghe qua loa từ thằng Trung thôi. Thôi bây giờ con ráng kể cho rõ đi, cũng giải thích rõ ràng sao mà con đi theo người trong nhà như vậy. Dạ, con là con của ba mẹ. Lúc ba mới cưới mẹ về khoảng hơn một năm thì mẹ có mang con, mà lúc đó ăn uống thiếu thốn cho nên bụng mẹ không có to. Mẹ chỉ cảm thấy có chút ốm nghén thôi. Lúc đó mẹ cũng không có biết đâu. Trong một lần mẹ đi vệ sinh á, thì con cũng trôi ra luôn. Tại tử cung của mẹ yếu quá, không có giữ được con. Lúc ấy con chỉ là một giọt máu bé xíu. Xong mẹ không biết, rồi vô tình lấy nước tạt con đi. Con mất từ khi đó. Nhưng lúc đó con còn nhỏ quá, không có về báo cho ba mẹ hay ai hết được. 4 năm sau thì em nó ra đời, con cũng lớn lên bên cạnh nó. Con tủi lắm và cũng hơi ghét nó nữa. Sao cũng là con của ba mẹ, mà đứa thì mạnh khỏe trưởng thành, còn đứa thì không được thấy ánh mặt trời dù chỉ một lần. Mãi cho tới bây giờ khi con đã 22, con mới có thể hiện về. Mấy lần con báo mộng cho mẹ với em, nhưng mà không ai chịu nhận con hết. Bất quá con mới phải phá phách để mọi người chứng kiến và công nhận sự tồn tại của con, chứ con cũng đâu có sung sướng gì. Con lạnh, con đói, 22 năm trời không có một miếng hương khói. Ông bà trong nhà thương quăng ra ngoài đường cho miếng bánh thì bị lũ cô hồn nó ăn hết. Thổ địa thần tài thì không cho con vô. Con đói lắm, cả cái áo cũng không có mặc, con phải đi giành giật với người ta. Vậy mà mẹ nỡ lòng nào mời thầy về đánh đập con như vậy. Bà Phương nghe tới đây, mắt đã ngấn lệ, dường như đã nhận ra được lỗi sai của mình.
Con ơi, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ đâu có biết gì đâu. Đi hỏi thầy thì ông cũng không có kể rõ ràng ra. Mẹ sợ giống như người ta nói, rồi gia đình tan nát. Mẹ xin lỗi con. Bà của Đức Trung sau khi nghe con gái của mình nói ra như vậy cũng bùi ngùi. Lòng dạ người đàn ông có sắt đá đến đâu đi chăng nữa, rồi cũng phải xúc động trước cái cuộc đời bất hạnh của con gái mình mà thôi. Dù giọt nước mắt không trào ra như phụ nữ, nhưng trong lòng của ông cũng chan chứa nỗi buồn. Ra là như vậy. Bà lúc đó cũng nghi ngờ, mà nào đâu có biết. Sau 2 tháng thấy mẹ con bình thường, cho nên cũng không có hỏi nữa. Bây giờ con mong muốn cái gì, con nói đi, ba mẹ sẽ bù đắp cho con. Rồi con theo về với nhà mình, với ông bà tổ tiên, với cha mẹ, với em nữa nghe con. Con không cần gì to lớn hết, chỉ xin ba mẹ đặt cho con một cái tên, làm lễ trước con vô nhà, cho con được về với ông bà, hưởng chút nhang khói, cho con xin lên chùa để học hành. Ba mẹ Đức Trung gật đầu đồng ý. Linh hồn cũng từ từ mờ dần đi rồi biến mất. Sau những chuyện lúc nãy, cuối cùng linh hồn ấy cũng đã có thể chấp nhận mà đi về thế giới của mình rồi. Thùy Hoa nhẹ nhàng nói, con ấy đi rồi. Cô bé con mèo lên, xem như chỗ này cũng đã hết chuyện. Đức Trung cảm ơn rối rít. Cô xua tay cười cười, cầm quyển sách đi ra khỏi nhà. Mọi chuyện coi như đã êm xuôi. Bây giờ chỉ còn để gia đình tự quyết, tự làm, không còn can dự gì đến cô nữa. Mấy ngày sau, nhìn thấy Đức Trung tươi tỉnh hơn hẳn, cậu bạn làm cái gì cũng thuận lợi. Thùy Hoa có hỏi một chút về linh hồn cô chị thì được cậu kể rằng sau ngày hôm đó, cả nhà bàn bạc với nhau đi tìm thầy khác, nhờ trước chị về và đưa chị lên chùa để cho chị được đi tu tập. Ba mẹ quyết định đặt cho chị là Đỗ Ngọc Trang, gửi chị lên chùa cho học hành. Nay mọi chuyện cũng đã được bình yên. Nhiều lúc cậu còn mơ thấy chị quần áo tươm tất về mà cứ nói cười cười. Chị nói bây giờ chị vui lắm, được về với ông bà. Thùy Hoa nghe như vậy cũng yên lòng. Thật ra sau ngày hôm đó, cô về nhà giấu tịch chuyện đã xảy ra. Con mèo cũng ngoan ngoãn nằm im một chỗ để dưỡng thương. Cô nào đâu có biết rằng cái người thầy Pháp được gia đình Đức Trung nhờ lại chính là mẹ của cô. Thứ bảy lại tới, Đức Trung và mẹ lên chùa thăm chị Trang, còn Thùy Hoa thì ở nhà cùng với gia đình. Mấy ngày qua mẹ cô bận rộn đi vắng, mãi cho tới tối mới có dịp quây quần cùng nhau đông đủ. Nghe mẹ kể chuyện vừa giúp một gia đình đem dông lên chùa, Thùy Hoa mới thành thật đem chuyện của mình kể ra. Sau khi nghe xong, cả nhà liên tục đưa ra ý kiến của bản thân như một cuộc đàm đạo giữa ba thế hệ. Ông ngoại cô cười cười là người lên tiếng đầu tiên. Chà, con mèo mập cô vậy mà cũng anh hùng quá à. Dám lao mình vô cứu mỹ nhân đó. Con mèo hình như hiểu được tiếng ông đang trêu nó. Nó mèo lên một tiếng như làm nũng, cho nhảy vào lòng của Thùy Hoa. Ông mới khẽ thở dài. Ôi, nếu thầy Pháp vì cái thiện mà diệt trừ cái ác cũng không có sai. Thế mà họ lại quên đi lòng từ bi, đức hiếu sinh và sự bao dung. Quan điểm của họ cũng thành ra có chút méo mó. Kỳ thật ở đời cái gì cũng không có triệt để hết. Cái gì cũng có mặt trái mặt phải. Không nhìn nhận kỹ càng hay chỉ thừa nhận một mặt dễ đưa con người ta vào con đường sai lắm. Bà Thiện Lạc cũng tiếp lời. Nhiều người lại có chút mê tín dị đoan, cũng không tìm hiểu căn nguyên nguồn gốc tai họa mà nhà mình gặp phải cho rõ ràng. Mới nghe mới hiểu một nửa thôi thì đã nghe theo răm rắp vào những ông thầy Pháp như vậy, vô tình ép linh hồn hiền lương đi vào con đường trở thành quỷ dữ, rồi cũng vô tình hại chết họ thêm một lần thứ hai nữa.
cậu Út Trung Hậu đang ngồi cắn hạt dưa cũng chim vô mấy câu. Cũng may là cái nhà đó dừng lại kịp thời đó, không là cái con bé Ngọc Trang tan biến rồi. Thương cho con nhỏ, chưa được sinh ra đón ánh mặt trời lên một lần, đã vậy còn xém bị mẹ nó hại chết. Đâu phải hồn ma nào cũng là xấu đâu, bởi mới thấy nhiều khi nó xấu là tại con người. Nhiều người sao mà ác quá chừng. Cái thằng cha Năm Tiên kia chắc đạo pháp cũng hơi lệch lạc rồi đó. Ông ngoại quay sang Thùy Hoa, cười cười, giọng ông trầm trầm, ôn tồn hỏi. Nè, vậy bây giờ con hiểu tại sao ngoại lại nói Phật Pháp không phải nằm trong chính đạo chưa? Thùy Hoa cũng mỉm cười, gật đầu và khẽ dạ. Cánh trời đêm đầy sao, ánh trăng sáng lấp lánh chiếu những tia sáng dịu dàng xuống trần gian. Đâu đó ngoài đường kia, người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc ai oán của những đứa trẻ. Phải chăng các em than khóc cho một cuộc đời ngắn ngủi, chưa kịp chào đời đã vội xa lìa thế nhân? Phải chăng các em trách hận cha mẹ, sao chưa thấy ai trước em về nhà? Phải chăng em buồn vì nấm mồ lạnh lẽo, quanh năm nhang khói chẳng ai kề bên? Phải chăng em tủi hờn vì số phận, bạn bè trang lứa người khỏe mạnh, còn em mãi mãi yên giấc nơi đất tối đêm tàn? Thương cho những số phận trẻ em đã ra đi, dù là do người lớn vô tình hay cố ý. Các em dội đến thế nhân này, để lại cho người còn sống những câu chuyện đầy nước mắt. Cuối cùng, xin hãy trân trọng những linh hồn nhỏ bé, mong linh hồn của các em mãi mãi được an vui. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mẹ ơi con lạnh của tác giả Hà Khiên. Hà Khiên là một trong những tác giả còn rất trẻ và thuộc dạng là trẻ nhất trong những tác giả làm việc với Nguyễn Huy. Những lần trước em xuất hiện với những tập truyện tuy là còn thiếu sót, nhưng mà cách viết cũng rất là chỉnh chu, câu văn cũng rất là bài bản, rất là hay. Nhân vật Thùy Hoa trong câu chuyện này cũng như gia đình của Thùy Hoa thì mọi người hẳn là sẽ thấy có chút quen thuộc, tại vì đã xuất hiện trong bộ truyện Chiếc Tạo Ma và Pháp Sư Chiến Tộc. Mọi người nếu như ai chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.